có đây. Có đây hả? Đâu chị? Xem là có hai đứa chị. Ô, nhà em bao nhiêu cân? Hai đứa thì một đứa lớn, một đứa lớn, một đứa lớn thì là 18 cân, một đứa bé thì 13 cân. Xem. Có dép của chúng nó không? Dép không? Bây giờ cho mở xem livestream. Nó thử live qua chỗ quay được kìa. Live trước gương. Mẹ anh ơi, ở đâu ngồi mày? Nó cứ nghe người lớn bà ấy thì hiểu nè. Chào chị Ngọc Anh Nguyễn nha, chào chị Dung Dinh nha, chào chị Chi Lân ạ. Các chị vào lại giúp em đi nào, mọi người vào lại nhá. Ren Hồng dồn áo đá trắng hôm qua nhé. Chị Hà đánh đá rồi, ok. Chốt Ren Hồng dồn áo đá trắng hôm qua cho chị Hà đánh đá này rồi, ok, chốt Ren Hồng nhá. Vậy em đang mặc còn này. Cái lô về lên ở đâu ấy? Mẹ tìm luôn lô để lấy cho từ đâu ra từ hôm qua luôn ra. Nhưng mà tìm cho con. Tìm cho con để con ăn. Vậy đang mặc bao nhiêu? Vậy em đang mặc là sale 140 nhá. 140 áp dụng cho các chị chia sẻ live stream. Đây em có nhiều màu này. Ren mềm đẹp. Chốt cho chị chốt cho chị Hà Anh Đào một cái này. Mặc trắng cho mọi người xem này. Mặc trắng cho các chị xem nhá. Có cả trắng luôn. Quá xinh luôn. Ren mềm đẹp này các chị này. Chốt trắng cho chị Hà Anh Đào đơn hôm qua rồi nè. Đây, mặc trắng cho mọi người xem nhá. Trắng siêu xinh luôn. Mẹ kéo cái này xuống không? Thả lên đá. Cái này các chị mua bạn chơi đi đám cưới đi tiệc quá xinh đẹp luôn. Xinh hơn cả cô dâu. Các bạn chị buổi chiều này. Vâng, chị bảy năm 22 đúng không? Vâng ạ. Phải váy tầng ấy chị ơi. Đúng váy tầng nhá. Đây, cho các chị xem lại. Chất ren mềm đẹp, siêu xinh luôn. Nên không bán hàng đều đâu. Bán chất ren mềm nhá. Siêu xinh luôn. Hàng cao cấp các chị mua ở shop cứ 350 luôn. Em sale là 140 áp dụng cho các chị chia sẻ live stream nhá. 140 áp dụng cho các chị chia sẻ live stream này. Váy tầng nhá. Váy tầng đẹp luôn nhá. Chốt hồng cho chị Hà đánh đá này. Còn trắng nhá mọi người nhá. Ai lấy trắng nhanh tay comment này. Còn trắng nhá. Còn trắng còn hồng nhá. Đẹp cực kỳ luôn. Mọi người nhanh tay đi, đang sale rẻ nhá. Mọi người chia sẻ mạnh lên nào. Chỉ với giá 140 váy ren như em đang mặc này các chị này. 140k nhá. Các chị cao trên 1m6 thì khoảng 53 cân quay đầu. 53-54 cân quay đầu, các chị cao dưới 1m6 thì khoảng 51 cân quay đầu nhá. Có màu này nữa này các chị này. Có cái màu này mặc lên cực sang luôn. Đây, đẹp không mọi người? Quá xinh luôn nhá, đây. Quá xinh luôn đúng không các chị? 52 cân vừa chị Cát Tường ơi. 52 cân vừa nhá, còn cả màu hồng này. Hàng freestyle, hàng 1 size các chị. Hàng này là hàng 1 size nhá. Nhiều màu đẹp lắm ý, chỉ có 120 thôi, à 140 thôi. Các chị mua ở ngoài shop toàn 350 váy này, thực sự luôn. Đấy, váy nhà em hàng đẹp nhá mọi người nhá. Chị nào lấy nhanh tay comment này, trắng này. 140 nhá các chị nhá, 140 thôi. Chị nào lấy nhanh tay nhá. Mỗi màu chỉ có một vài chiếc thôi ạ. Có màu hồng này, màu trắng này, màu be này, màu đen này. Đây, quá đẹp luôn đúng không các chị? Quá xinh luôn. Không về đó.
xinh luôn nhá, màu hồng nhá. Màu trắng này, màu đen này, màu be, có cả màu be hết nhá. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Mọi người chia sẻ đi ạ, màu be này. Chỉ với giá 140 một váy nhá các chị nhá. Đây màu be đây. Màu đen không rồi treo. Hỏi mãi không trả lời. Chị Nguyễn Chính ơi, bây giờ em mới nhìn thấy comment ạ. Bây giờ em mới nhìn thấy comment của chị Nguyễn Chính này. 47 cân 1m50 vừa nhá chị nhá. 47 cân 1m50 vừa. Chỉ với giá 140 một chiếc váy đen rất là đẹp luôn này. Mọi người nhanh tay comment nhá. Màu trắng, màu be, màu đen và màu hồng ạ. Màu trắng, màu be, màu đen, màu hồng. 1m67, 53 cân, quá đẹp luôn chị Thu Hà nhá. 1m67, 53 cân, quá đẹp luôn này. Màu trắng nhiên đang mặc này. Đấy. Màu trắng nhiên đang mặc nhá. Quá xinh luôn đúng không? Màu hồng này các chị này. Màu hồng này. Màu đen này. Màu đen nhá, màu đen mặc lên quần sang chảnh luôn. Đây các chị mua shop cứ phải là 300-500 nhá. 300-500 luôn, các chị có thể nhìn gần chất ren này. Nhìn gần chất ren của em là chất ren đẹp nhá chị nhá. Chất ren đẹp luôn. Màu be này. Siêu đẹp luôn đúng không? 140 nhá, chất ren mềm mại luôn. Chị nào lấy thì comment màu kèm số điện thoại cho em. Các chị cao trên 1m6 thì tầm khoảng 54-55 cân, quay đầu lại vẫn vừa. Các chị cao dưới 1m6 thì là 51-52 cân nhá. 51-52 cân các chị dưới 1m6 này. Còn các chị cao trên 1m6 thì khoảng 54-55 cân vẫn vừa nhá mọi người nhá. Nhà em không bán hàng rẻ đâu, hàng này free size, một size. Các chị tầm khoảng từ 43-44 cân trở lên là mặc đẹp rồi. Đấy, 43-44 cân trở lên là mặc đẹp nhá. Chị nào lấy thì nhanh tay comment màu kèm số điện thoại cho em này. Màu kèm số điện thoại nhá. Nào có chị nào lấy thì nhanh tay comment nhá. Màu kèm số điện thoại cho em, màu hồng này. Màu hồng nhá, cực kỳ là baby luôn. Màu ở bên ngoài nhìn đẹp hơn. Màu bên ngoài nhìn đẹp hơn nhá mọi người nhá. Bên ngoài nhìn đẹp hơn rất là nhiều luôn. Màu đen này. Màu đen nhá. Màu be này. Màu hồng, màu đen và màu be. Chị nào lấy màu nào thì nhanh tay comment màu kèm số điện thoại cho em ạ. Màu kèm số điện thoại nha các chị nhá, siêu xinh luôn. Chỉ với giá là 140 một váy nhá, 140 này. Nào có chị nào chốt mã này không ạ? Chị nào chốt mã này thì comment nhá. Comment màu kèm số điện thoại cho em. Đây, ren đen lên quá đẹp này các chị này. Các chị mặc đi tiệc đi chơi nhá, quá xinh luôn. Cầm ấy, đẹp. Em muốn lấy cái size bé. Cái đấy size bao nhiêu cô? Size màu là bé rồi mà. Size S nữa là bé. Bỏ cả S. Sao khoảng 1.5 cho mà mặc đây. Đâu ạ? Trên mắt cả ăn, mặc cả ăn. Mà hòa cái này là một dây mà. Cái này là dây đó. Chị A mặc này. Mặc áo thơm. Cái size M mình có cái gì mẹ em mua cho ai trong chú đó? Em đi. À, em làm sao mặc được S? Em mặc được S. Em biết sao phải mặc từ M. Cái này là như quần váy mà mày hơi rộng vậy đẹp. Nào chị nào lấy đi comment nhá. Comment kèm số điện thoại cho em nhá. Để em chuyển qua mã khác nào. Chia sẻ thật nhiều lên cho em nào các chị ơi, mọi người chia sẻ thật nhiều lên cho em nào. Đổi qua mã áo phông nha mọi người nha.
Mọi người chia sẻ cho em đi ạ. Đấy là kiểu trẻ, kiểu vuông, kiểu trẻ, cái mặc cái áo không, mặc cái áo không, 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 cái áo hết rồi đấy, còn kiểu tính giá thì không có đâu, còn mỗi cái quần còn một size lẻ đi mặc. Đây nha, nào mọi người chia sẻ lên nào. Đây không mình đá nhưng cũng kiểu nó lại như thế đẹp. Đẹp cực. Mọi người chia sẻ thật nhiều lên cho em nhá, để xả áo phông này các chị này. Đi xa mọi người vào chia sẻ mạnh lên cho em và các chị nào, mọi người vào chia sẻ mạnh lên cho em nhé mọi người nhá. Đây nha, tiếp này sale đến mã áo phông này các chị này, mã áo phông này nhá, phông zip nhá, phông zip cổ đá chất siêu đẹp luôn, sale là 65k một áo nhé mọi người nhá, 65k áo thun vàng và hồng bao nhiêu, còn 65 áo thun vàng và hồng, cái mã rộng thì là 50k một áo nhé chị Đinh áo Hạnh nhá. Đồng giá 50 hết. Áo phông đồng giá 50k, dáng rộng. Đây nha các chị nhá, mã áo đá này nè. Mã áo đá này nhá. 65k này, 130 theo còn 65k này. Chị nào lấy comment cam kèm số điện thoại cho em. Của Ly này mặc đẹp này. Cam kèm số điện thoại cho em nhé mọi người nhá. Đây chất phông zip nhá. Đẹp mà. Toàn bộ là cổ đính đá luôn, đẹp cực kỳ luôn. Đấy, đây nha, comment nha, comment cam kèm số điện thoại cho em. Anh ra rút số điện thoại cho em. Thấm hút mồ hôi, có chị ơi, áo phông thì tất nhiên rồi. Mã nào cũng thấm hút mồ hôi, hàng cốt tông 100% mát lạnh luôn. Chất đẹp chứ các chị mua ngoài thị trường. Đây này, hàng này là 130, không nói không biết được đâu. Đẹp nhưng không có cái lệch vai nè, kẻ nào không em. Lệch vai kẻ hàng trái, còn hàng ấy còn. Rồi ok, mình lấy 3 cái vàng và hồng đỏ nha. Rồi vàng hồng đỏ chốt cho chị Đinh Hạnh, cho em xin số điện thoại ạ. Cho em xin số điện thoại với ạ. À, lệch vai kẻ đây. Chị nha, đầu ngốc đây nhá, lệch vai kẻ em còn một cái này này. Hàng Thái đẹp luôn nha. Toàn bộ là hàng 130 sale còn nhá. Sale còn 65-50k thôi. Toàn hàng đẹp thôi. Đây lệch vai kẻ đây phải không chị nha đầu ngốc. Còn một cái này. Nếu mà chị lấy luôn cùng chân váy thì em chốt luôn nhá. Rồi ok, vàng đỏ hồng chốt cho chị Đinh Hạnh này. Quá xinh luôn nhỉ. Đấy, trẻ lắm chàng rồi, đẹp. Mẹ bạn luôn. Rồi ok, chốt cho chị Đinh Hạnh vàng hồng đỏ nhá. Nào, đây nhá chị chị nha đầu ngốc này. Trẻ xinh lắm cổ này. Trẻ thì trẻ. Đẹp lắm luôn, cái này đẹp lắm luôn. Mày lên thì quảng cáo luôn đi. Đấy, khách nhà em nên mặc đồ xinh đẹp đây. Đang làm like luôn hộ chị. Ok, mai gửi cho chị luôn nhé. Rồi đây nha, em chốt cho chị nha đầu ngốc này. Siêu đẹp luôn, hàng Thái nhá. Còn duy nhất một chiếc sale 90k. 90k nhá, hàng này là hàng Thái nhá.
Hàng này là hàng Thái này. Cái này sale 90k nhá. Đây, đẹp quá luôn đúng không? Chốt cho chị nha, đầu ngốc cái kẻ này kèm chân váy hàng Quảng Châu nhá. Rồi ok. Ở cái vàng sau lưng, 54 cân ngọc vừa nhá. Đây là cái vàng sau lưng này. 60 cân đổi lại mặt. Chất cho các chị luôn, không bao giờ mọi người mua đây mua quá được đẹp luôn đây chị Vinh Hạnh đây, siêu đẹp như thế này luôn, toàn bộ là hàng đẹp nhá, hàng cốt tông mát lạnh luôn, vàng đỏ hồng này, toàn chất xịn luôn, đây toàn bộ là hàng đẹp nhé em này, các chị nhìn gần nhá, may rất là nét luôn, chất cốt tông mát lạnh luôn, sale 50k quá rẻ luôn. Giờ chốt cho chị Vinh Hạnh nhá, em thử vàng ngọc một xem. Đang mua chui. Mai em gửi luôn. Mai em gửi luôn cho chị. Inbox cho em địa chỉ nhá chị nha, đồng ngốc nhá. Đây, đơn chị nha đầu ngốc đơn nhỉ. Đây nha, mã phông vàng đây. Mã phông vàng dáng rộng này các chị này. Mã phông vàng dáng rộng này nhá. Bao từ 40 cân đến 60 cân quay đầu vừa nhá. 40k này. 40k à 50k em nhầm. Áo kẻ em mặc bao nhiêu vậy? Áo kẻ em mặc 90k chị ơi. Chị đang hỏi áo kẻ em mặc còn nữa không đây này. Áo kẻ em mặc hết rồi, còn một cái hàng Thái duy nhất. Còn một cái hàng rẻ nữa đâu ấy, thì em tí em tìm. Áo như em mặc còn một cái hàng một cái hàng loại ấy nữa. Ship bao nhiêu lâu tới Ninh Bình? Ninh Bình thì khoảng 3 ngày đấy nhá. Ninh Bình 3 ngày. Quần có vách còn. Đây đây, mẹ chốt, cái này đi cũng không quên. Cái này cho chị nghe đúng không? Lấy 3 cái 3 màu. Nguyễn Chính, 3 cái 3 màu. Chị Nguyễn Chính ơi, chị Nguyễn Chính lấy áo gì nhỉ? Áo phông ạ? Chị Nguyễn Chính lấy lại đỏ vàng hồng nữa đúng không? Nguyễn Chính lấy đỏ vàng hồng màu nhá, thật rẻ. Chưa từng có luôn các bạn. Đảm bảo này, cái áo này ngoài thị trường 120 nhá. Vừa rẻ vừa đẹp luôn. Không phải nói để các bạn mua đâu, các bạn mua rồi cảm nhận hết. Đây là mình treo. Treo chuẩn bị bán hàng này. Hàng chất xịn cực. Đây nhá, chị nào lấy vàng nên đang mặc thì comment vàng này. Toàn hàng đẹp cực kỳ luôn. Đây, đây chị cứ chọn, em bảo em chọn cho 3 màu luôn. Em chọn luôn 3 cho 3 màu luôn. Đỏ còn, vàng còn, hồng còn. Nếu mà lấy luôn 3 màu thì comment 3 màu cho em kèm số điện thoại nhá. Siêu mát hàng cốt tông. Đây nhá, vàng 50k ai lấy thì comment. À em có nhiều màu lắm, thế thì chị cứ chọn từng cái luôn cũng được. Chị chọn từng cái một cũng được, chọn cái vàng nghe đang mặc này. Theo này các chị này. Theo nhá, mã này chỗ này là theo. 50k một chiếc, lâu thế bằng từ đây tới Sài Gòn à? Từ đây Ninh Bình 3 ngày, 2 đến 3 ngày chị ạ. Em ở Tuyên Quang mà. Lấy loại có khóa. Có khóa cho chị xem nhé. Sóc rách có khóa đúng không? Sóc rách có khóa, tí em lấy cho chị xem, chờ em một chút nhá. Áo phông như em đang mặc sale 50k một chiếc nhá, sốc không? Sốc không các chị, quá sốc luôn đúng không? Lấy cái kẻ sọc lúc nãy nhé. Lấy cái gì đi? Chị Đinh Mạnh Hoàng bảo lấy cái kẻ sọc ấy, như cái hàng Thái ấy. Mẹ tìm ra có một cái đâu. Chốt cho chị. Áo này một size nhá mọi người nhá. Áo này free size hàng Quảng Châu bao đẹp luôn. 50k một chiếc nhá. Chị nào lấy nhanh tay comment nhá. Hàng Quảng Châu chất mát lạnh luôn. Vàng xanh. Nguyễn Chính vàng xanh này. Chuẩn bị có xanh không? À, vàng xanh và màu vàng màu vàng xanh nào nhờ chị nhờ vàng nhé, em đang mặc thì comment là vàng một nhá. Chị nào lấy vàng em đang mặc thì comment là vàng một kèm số điện thoại cho em nhá.
Vàng một kèm số điện thoại cho em này, quá đẹp luôn, chỉ với 50k nhá, không cùng các chị. 50k áp dụng cho khách chia sẻ livestream 3 lần. Có áo kể cho chị nhá, chị Đinh Mạnh Hoàn nhá, có áo kể cho chị. Chị nào lấy áo như em đang mặc thì comment vàng kèm số điện thoại cho em nhá. Vàng kèm số điện thoại 50k nhá. Lấy những màu nào? Có thêm màu thì nữa, nhiều màu lắm. Các chị cứ để đi chọn cho 3 cái 3 màu vàng. Rồi cho chị Huế Ngọc Phạm 1, Huế Phạm Ngọc 1 vàng này. Nguyễn Chính 1 vàng này. Nguyễn Chính cho em số điện thoại ạ. Chung phẩm chất thì các chị yên tâm, quá xịn luôn. Đây, cái hàng này nó là hàng chữ này, nó là thêu luôn, chất cốt tông đấy các bạn nhìn gần nhá, siêu đẹp siêu mát luôn. Dồn đơn đi nhé, chị Huế Ngọc Phạm có đơn ở đây rồi không? Vàng. Cam này các chị này, cam đây nhá. Cam này, shop giấy như em đang mặc có bán nhá. Shop giấy như em đang mặc có bán chất mềm mặc dễ chịu dã man luôn. Cam 50k ai lấy comment cam cho em nào. Cam 50k kèm số điện thoại cho em nào các chị nào. Cam 50k nhá, em ơi rẻ cực kỳ luôn. Toàn bộ hàng đẹp này, chỗ này là thêu nhá. Thêu này các chị này. Chỗ này là thêu này. Ai lấy thì comment cam 50k kèm số điện thoại. Rồi chốt cho Nguyễn Chính một vàng. Chị nào lấy thì comment cam rồi ok Nguyễn Chính cam này. Vàng cam. Chị Bùi Tuyết cam, còn cam không? Xanh nhá mọi người nhá. Okay. Em like đến mẫu nào thì em bán mẫu đấy nhá, tại vì mẫu nó lẻ sai nhá. Nó lẻ mẫu nên là em like đến mẫu nào thì em bán cái đấy nhá. Trắng 50k này, ai lấy comment trắng cho em này. Trắng 50k nhá. Những cái mã này từ 40 cân đến 60 cân vừa hết. Từ 40 cân đến 60 cân vừa hết. Này chị nào lấy trắng comment trắng này. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào các chị ơi, chia sẻ thật nhiều lên cho em nào. Trắng 50k ai lấy trắng comment trắng nào. Đây ạ, có chị nào chốt trắng comment trắng này 50k nhá mọi người nhá. Trắng này 50k này. Ai lấy comment trắng nào. Chỉ với giá 50k nhá, siêu đẹp luôn. Có chị nào chốt trắng không nào. Mọi người chia sẻ cho em đi ạ, mọi người chia sẻ cho em với. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em với ạ. Đây, cái vàng này mẹ ơi. Không phải vàng kia, vàng này. Mặc xanh coi thử. Xanh à, để em xem có cái nào xanh không. Có cái nào màu xanh không đấy. Có cái nào màu xanh không. Hai đây.
một cái xanh nữa đâu, có cái xanh này. Cái xanh này. Đây em có cái xanh này này. Quần bò có các chị ơi, có bán nha, xanh này nhá. Đây, xanh này cũng 50k này. Nếu mà lấy thì comment xanh kèm số điện thoại cho em nhá. Xanh kèm số điện thoại cho em này. Xanh nào? Ai lấy xanh comment xanh nào? Xanh kèm số điện thoại cho em nhá. Còn duy nhất một chiếc thôi. Chào chị Bảo Hà Giao Lê nhá. Chào chị Đặng Trang, chào chị Giang Thao. Nào có chị nào lấy xanh không? Comment xanh cho em ạ. Toàn bộ phông giấy này mát cực kỳ này các chị này. Toàn bộ phông giấy hàng Quảng Châu nhá, đẹp cực kỳ luôn mà chỉ 50k thôi. Năm mươi ca hết nha mọi người nhá. Chào các bác. Đẹp quá trời luôn mà chỉ 50k ơi, vẻ lắm ý, mọi người vào đi. Chị Mỹ Tây ơi, hôm nay em gọi điện cho chị không thấy nghe máy. Gọi cả buổi sáng không thấy nghe máy. Hay là bị nhầm số nhở? Chị có thấy cuộc gọi nhỡ không ạ? Nếu mà nhầm số thì cho em xin lại số điện thoại nhá. Sáng nay em gọi cho chị Hoài mà không được, rồi ok chốt xanh cho chị Đỗ Thanh Hải này. Siêu đẹp, siêu mát luôn thế này. Con gái, con trai đều mặc được, ví dụ nhà nào có con trai nhỡ nhỡ mặc cũng đẹp. Cho xem hàng trước khi. Nhà em không cho xem hàng trước khi thanh toán. Quần bò lỡ em có chị Bùi Tuyết ơi. Nhà em không đồng kiểm nhá mọi người nhá. Không đồng kiểm ạ, tại vì hàng nhà em toàn bộ là hàng chất đẹp rồi, mọi người yên tâm, tại vì đồng kiểm sẽ mất phí cao hơn ấy. Nên là nhà em không đăng ký đồng kiểm. Đây nhá mọi người nhá, vàng này. Vàng nhá, toàn bộ là 50k hết nhá. Toàn bộ 50k hàng Quảng Châu đẹp hết. Đây, toàn bộ hàng Quảng Châu đẹp hết này mọi người này. Chị đi làm em ạ, mai gửi hàng cho chị. Rồi ok, inbox địa chỉ cho em chị Mỹ Tây ơi. Áo phông đồng giá 50k này. Em chốt 3 cái vàng cam xanh nhé. Có cam với vàng rồi, xanh thì chị qua inbox rồi em đấy. Rồi ok chị. Của chị có cam với vàng rồi, chị Nguyễn Trình lấy xanh mã nào thì comment cho em nhá. Đây. Chị nào lấy vàng này comment vàng này. Chỉ với giá là 50k nhé mọi người nhá. Sao không ghi được bình luận này nhỉ? Hôm nay không ghi. Nào có chị nào chốt vàng nghe nó mà không thì comment nào. Chị nào chốt vàng nghe nó mà thì comment vàng nào. Đây nha, đổi qua cái mã này. Mã gen đẹp này các chị này. Mã gen đẹp này nhá. Đẹp này mà các chị không chốt là sao mà rẻ đi. Quần bò bao nhiêu đây? Thao lê. Bò rẻ lắm Thao ơi. Mấy chục nghìn một cái quần bò thôi. Quần mặc cái kia đẹp. Cái váy cũng cao.
thì kê này cho mình. Ăn cái nào? Cái thô đây là thô. Cái là vải. Mẹ sao bảo mẹ là thô? Đây nhá, kẻ này các chị này. Kẻ nhá, kẻ 50k, ai lấy kẻ comment kẻ cho em. Ai lấy kẻ comment kẻ cho em này. Kẻ đằng sau là ve nhá mọi nhá. Kẻ đằng sau là ve này. Ai lấy kẻ comment kẻ cho em 50k nhá. Mã này các chị tầm khoảng từ 51 cân quay đầu nhá. 51, 52 cân quay đầu, ai lấy kẻ comment kẻ nhá. Kẻ kèm số điện thoại cho em này. Gen quá đẹp luôn. Em có hai kẻ nhá, kẻ to và kẻ bé nhá mọi người nhá. Chị không mua được hàng này, hàng bé mà nó đẹp, không mua đâu. Quá đẹp, quá đẹp. Đây, kẻ to với kẻ bé này. Chị Thao ở gần thì xuống nhà xem, ngay gần đó. Thử thoải mái. Đây nhá, kẻ nhá, có ai lấy kẻ này thì comment kẻ cho em nào. Kẻ 50k này. Siêu đẹp luôn, đằng sau gen nhá. Đằng sau gen quá chuẩn đẹp luôn. Ai lấy thì nhanh tay comment nhá. Mỗi mẫu em chỉ còn vài chiếc thôi.